Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe Hummer, là xe của hãng của Mỹ, một hãng mà được sản xuất ô tô nổi tiếng của Mỹ. Họ đã kết hợp để sản xuất ra xe đạp. Các bác thấy là chiếc xe đạp này nó có một cái cách thiết kế rất là độc đáo. Cái phần khung này của nó gập được vào nhé, thì tí em sẽ có một clip gập cho các bác xem. Bây giờ em vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Khung của chiếc xe là từ nhôm, lớp sơn này cũng rất là đẹp. Các bác thấy công nghệ sản xuất của Mỹ, công nghệ sản xuất của Mỹ. Cái khóa này để gập xe. Tay bấm alivium. Gạt đĩa một phun của alivium, phun group alivium, và bây giờ em sẽ vào đo size cùng với cả test chuyển động cho các bác xem. Size tính từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 47 cm. Thì khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 53 cm. Cái xe này phù hợp cho các bác từ trên 1m6 đến 1m7 đi là phù hợp. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này, các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Tiếp tục em thử. Clip 9 tầng. Những cái 3 tầng. Đây thì cái tính năng gập của chiếc xe này nó như này các bạn, nó mở cái khóa ở trên khung ra, nó gập đôi này. Gập thế này xong rồi nó rất là gọn gàng. Các
bác có thể nhét một cuốc ô tô cho mình đi dã ngoại nuôi đạp hết ý. Chiếc xe bên em bán với giá chỉ có 6,2 triệu thôi. Các bác nào mà mới mới tìm hiểu mà mới đi xe đạp thì rất là phù hợp để đi những chiếc xe như này. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra các bác hãy ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.